cho xin một tràng pháo tay khích lệ. Cảm ơn sư thầy. Giờ của ông là bây giờ rất là vui. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần đó là học, chúng ta học lời Chúa với nhau. Chúa chúng ta có một cái danh xưng, hôm nay chúng ta học cái danh xưng của Chúa đó là bình an, nghĩa là Chúa bình an. Và đây là cái việc mà tôi và quý vị chúng ta cần từng giờ từng phút và trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà để chúng ta hiểu bình an của Chúa là gì và chúng ta không có xảy việc gì ra đó thì bình an nó là gì, hai cái việc này chúng ta dễ lắm, nếu mà chúng ta không có phân biệt thì chúng ta dễ bị lẫn lộn ở đây. Tại vì khi mà đau đớn nó xảy ra, khó khăn tài chính nó xảy ra thì chúng ta thấy mình không có bình an. Như vậy thì chúng ta có mất sự bình an hay không, đúng không? Chúng ta có mất sự bình an hay không, nên chúng ta phải hiểu cái vấn đề này một chút xíu. Trước tiên đó là chúng ta có được sự bình an đó từ nơi Chúa chứ không phải là chúng ta, từ nơi Chúa. Cái sự bình an nó giống như cái sự cứu rỗi. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta được ban cho hay là được hưởng cái sự bình an trong đời sống của mình. Tại sao chúng ta được hưởng? Bởi vì tội lỗi của chúng ta được xóa rồi. Nếu ai thật lòng tin Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện, tôi nói ai thật lòng nha, tại vì nó có nhiều cái sự tiếp nhận Chúa cách khác nhau. Có đôi lúc đi nhà thờ với gia đình rồi đi lần lần nó quen lần thì chúng ta tiến vào trong hội thánh, nhưng mà chúng ta không có một cái mốc ngoặt. Một cái mốc ngoặt đó là làm sao tôi và quý vị chúng ta phải có một cái giờ hay một cái phút rồi đó mà thật lòng chúng ta thấy mình đầy sự tội lỗi và cúi đầu xin Chúa tha thứ và kinh nghiệm được cái sự tha thứ đó trong đời sống của chúng ta. Tôi không biết là quý vị đã tin Chúa bao nhiêu năm, nếu điều đó chưa xảy ra trên cuộc đời của chúng ta thì chúng ta chưa thấy được cái sự đổi mới, cái sự biến đổi của Chúa trên cuộc đời của mình. Và cái điều đó đã thật xảy ra cho nhiều đầy tớ Chúa được quý vị. Nhiều quý vị mục sư ông nói là giống như truyền thống đó, thì từ nhỏ đi theo cha mẹ, nhất là những cái nước phương Tây nè, Việt Nam mình thì ít cái điều này, nhưng mà phương Tây đó thì dường như họ ở trong Chúa mấy trăm năm rồi, đúng không? Mấy trăm năm quá lâu rồi, để tôi thử lại tới cái đời của họ đó là dường như đời ông đời tổ gì của họ nó đã có Chúa ăn sau rồi, nên đến với họ cái nhà thờ dường như nó quen giống như nhà ngôi nhà của họ mà thôi. Và họ tiến hoài tới một lúc đó họ là một cả cái mục sư, họ đã đi học thần học và làm mục sư. Và ông kể là rằng có một lần ông ngồi trong nhà thờ và vị mục sư cứ giảng về cái sự ăn năn và Chúa cáo trách trong lòng ông, và ông nhận được cái sứ điệp ở trong lòng của mình và bắt đầu ông thật lòng tin nhận Chúa, nhìn thấy sự tội lỗi thật và ăn năn và tiếp nhận Chúa thật sự. Thì ông kể nó là bắt đầu từ đó thì ông mới kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của mình. Nên để cho chúng ta kinh nghiệm được cái sự bình an thật trong linh hồn của chúng ta đó thì chúng ta phải tiếp nhận Chúa và được sự tha thứ. Cái sự vui mừng, cái sự bình an nó đi theo cái sự tha thứ. Tôi đã từng kể với quý vị rồi, trước đây cái cuộc đời của tôi là lên nhiễm đủ thứ chuyện hết, nhiều lắm kể không hết rồi. Bà xã tôi biết đau đớn của tôi cả 10 năm, khổ sở của tôi 10 năm, bỏ nhà ra đi lang thang, quậy quạt phá làng phá xóm, đâm chém đủ thứ chuyện, tôi không kể hết cho quý vị nghe. Dường như là khắc tiếng trong một vùng, mò về cờ bạc rượu chè, không có món gì tôi cũng cứ dùng vậy, không có món gì, dữ lắm. Nên tôi thử cái ngày mà tôi tiếp nhận Chúa đó, là cái ngày mà tôi nhìn thấy dường như là mình đã giống như là được cái gánh nặng, cái gánh nặng của tội lỗi đó nó được rớt ra ngay cái lúc quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa, là bắt đầu nó xảy ra giống như là nó rớt cái gì trên cuộc đời tôi, nó rớt ra, bắt đầu tôi nhẹ giống như mình bay được, tưởng tượng trong linh hồn của tôi, tâm hồn. Còn trước đây nó là một cái gì đó nó đè nặng cái cuộc đời của mình, nó đè nặng, nó giống như nó khóa trong một cái cùm gì đó mà mình không giống như là không có tìm thấy một cái gì ánh sáng gì cả. Ánh sáng cũng mở ra, niềm vui cũng mở ra, và giống như tôi cắt cánh được trong giờ đó. Quý vị ông bà, tôi kinh nghiệm điều đó, và tôi cũng đã kể quý vị được khóc lóc với Chúa, mừng quá chứ khóc chứ không phải là cái gì quý ông bà vậy, mừng quá. Bà xã tôi biết ngang tàng lắm, không có nghe ai đâu, nhưng mà khóc với Chúa hoài là từ bậc đầu tiếp nhận Chúa. Nên chúng ta phải kinh nghiệm điều này, tôi chia sẻ với quý vị, đó là cái sự bước đi với Chúa trên cuộc đời của tôi. Không phải tôi đứng đây giảng cho quý vị,
Nhưng mà tất cả những cái gì tôi chia sẻ với quý vị, nó là một cái kinh nghiệm cá nhân của cuộc đời của tôi. Dạ. Tôi chưa không có chia sẻ đi làm chứng đạo rồi, nó đã cái thời gian nó đã qua trong lúc này rồi tôi không đợi. Nhưng mà những cái kinh nghiệm sâu xa về cái sự bình an, về cái sự tha thứ của Chúa, nó là quá thật đối với tôi. Quá thật. Nên chúng ta phải kinh nghiệm cái điều này. Như vậy thì cái sự bình an nó đến từ Đức Chúa Trời và trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta nhớ như vậy. Đến từ Đức Chúa Trời và trong tâm hồn nha, trong tâm hồn. Chứ nó không ngoài, ở ngoài không ngoại cảnh, nó không phải là hoàn cảnh, nó không phải là ngoại cảnh, nhưng mà nó là trong linh hồn của chúng ta. Đó. Nhưng mà chúng ta có một cái thân thể và một cái đời sống của chúng ta đó, thì nó bị tác động. À, nó tác động bởi những cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta. Đó, nó làm cho chúng ta, à, hai cái việc này nó đụng chạm, giống như là à, một bên thì linh, một bên thì xác thịt, thì nó đụng chạm cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, cái sự bình an nó không có mất. Nó không có mất, sự bình an mất, sự vui mừng mất, cũng có nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta cũng bị lung lay. Chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta nhớ như vậy. Tại vì Chúa đã đặt điều đó, cái sự bình an đời đời của Chúa đã ở trong tôi và quý vị và anh chị em. Bình an cho tới giờ tôi và quý vị trẻ vào trong nước của Chúa. Tại vì cái sự sợ hãi nó không có ở đó. Sợ hãi nó không có trong đức tin. Bình an, vui mừng nó có ở trong đức tin, nhưng mà sợ hãi nó không có. À, nếu mà chúng ta không kinh nghiệm được này, chúng ta chỉ suốt ngày thấy sợ hãi, lo lắng này kia nọ, là chúng ta coi chừng về cái mối quan hệ của chúng ta, niềm tin của chúng ta với Chúa. À, nên chúng ta nên nhớ lại, nó không có mất đi, nó không cướp đi được của chúng ta cái sự giáo rằng bất cứ cái điều gì xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái suy nghĩ tích cực đó, tức là cái sự bệnh tật, cái sự khó khăn đến đó, làm cho chúng ta kinh nghiệm Chúa và bình an hơn. Quý vị phải kinh nghiệm một cái bước này nữa. Thay vì bình thường chúng ta rất là thường, nhưng mà ở trong những cái sự đau đớn như vậy đó, thì chúng ta kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, và cái sự bình an thật đó nó đến với chúng ta nhiều hơn. Đây là bình an ở trong cái sự khó khăn và hoàn cảnh để Chúa cho phép được chúng ta xảy ra, để chúng ta kinh nghiệm lại sự bình an của Chúa trong linh hồn của mình, đúng không? Cho đến khi nếu mà chúng ta không kinh nghiệm, không đứng vững ở đây đó, thì cái ngày cuối cùng, cái sự cám dỗ, cái sự cuối cùng đó, thì chúng ta khó để đứng. Nên Chúa sẽ tập rạng cho chúng ta từng bước, đúng không? Hoàn cảnh xảy ra, Chúa cho phép xảy ra. Có một cái mục đích của Chúa, đó là Chúa cho phép chúng ta rèn tập đức tin của mình, có đứng vững, có trông cậy Chúa hơn, có nắm lấy Chúa hơn. Nên khi mà mỗi khi xảy ra cái vấn đề gì đó, tôi khích lệ quý ông bà chị em đừng bao giờ than vãn trong hoàn cảnh, mà nói là Chúa ơi, con đã bước vào đây rồi, con đã nhìn thấy sự đau đớn như thế nào rồi, con biết. Chúng ta nói với Chúa và yêu Chúa và gần Chúa hơn. Đừng bao giờ có cái ý thức tiêu cực. Cái người yếu đức tin đó, thì chúng ta tiêu cực, bắt đầu phàn nàn và đi lui ra, muốn bỏ Chúa. Nhưng mà người trong cái tích cực đó, tất cả những cái mọi hoàn cảnh xảy ra là đều kéo chúng ta gần hơn với Chúa. Kéo chúng ta gần hơn. Thay vì lâu nay con ít cầu nguyện, nhưng mà giờ này là giờ con gần Chúa đó. Đau đớn, khó khăn, thiếu thốn là giờ mà con thưa với Chúa này, con cũng hiểu điều đó. Và Ngài hiểu con và con cũng biết được Chúa như thế nào. Nên Chúa cho phép. Đó là cái đức tin mà tôi ao ước là tôi và quý bà anh chị em cứ mỗi lần vậy chúng ta kinh nghiệm được sự bình an Chúa đem đến cho chúng ta. Cái sự lạ kỳ lắm, kỳ diệu. Những đầy tớ của Chúa kinh nghiệm được Chúa, họ làm chứng đó là những con người trải qua nhiều đau khổ nhất, chứ không phải là sung sướng nhất. Đau khổ nhất, những người mà gia đình tan nát, những người mà con cái chết chóc, những người mà họ khốn cùng, họ tù đày, họ bị đau đớn, thì những con người mà họ thấy được Chúa nhìn chứ quý bà anh chị em. Nên những tôi khích lệ quý bà chị em, đức tin của chúng ta mỗi lần phải vững vàng, phải mạnh mẽ như vậy. Ma quỷ nó mới sợ chúng ta, ma quỷ nó sợ, nó sợ những cái con người dám sống cho Chúa và dám đứng vì đức tin, chứ không có lung lay. Thì xin Chúa biết này, tôi thật với quý vị biết rằng tôi biết quý vị đau gì, nhưng mà tôi cái thằng kinh tỏa quý là nó trải dài tới mười mấy hai chục năm, và nó phát xuất từ Việt Nam tới bây giờ. Một cái chân bên này lớn, còn cái chân bên này nó nhỏ rồi. Nhưng mà quý vị thấy tôi đi cũng không bình thường nè. Quý vị không biết nó đau tới cái cỡ nào đối với tôi. Đau lắm, ngủ không được. Giờ tôi chưa kể hết cho quý vị nghe. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, nó không làm tôi nản lòng mà thay đổi cái ý chữa lành của Chúa. Tôi không thay đổi, vẫn tin cậy là cái sự chữa lành của Chúa vẫn tiếp tục ở đó. Và tôi có được lành hay không thì Chúa vẫn là được Chúa đáng chữa lành. Chúng ta phải tin cậy như vậy. Chúng ta phải tin cậy, đừng bao giờ ngã lòng thao lưu cái điều này cả. Và Chúa đặt cho chúng ta cái điều đó là có ý định của Ngài, giống như Phao-lô vậy thôi. Phao-lô là đầy quyền năng, quý ông bà anh chị,
chúng ta có một phần mười của Phao-lô thôi, chưa đầy cái một phần trăm cho nên một... Nhưng mà Phao-lô cũng kinh nghiệm được cái sự đau đớn. Ông nói là cái gai bị đâm, bị sắc cái dòng. Ông cầu nguyện Chúa gỡ rồi, mà Chúa đó là đủ rồi. Đủ. Nên tôi và quý ông bà anh chị em nói là đủ rồi Chúa. Chúng ta phải có một cái đức tin hay là cái tinh thần vượt lên trên mỗi ngày vượt lên. Có như vậy thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta không có lùi đi bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào. Chúng ta vẫn giữ cái niềm tin đi với Chúa. Cái thứ hai đó, ma quỷ nó không có cớ để mà nó bẻ gãy chúng ta. Tại vì những con cái Chúa hay bị sa ngã, hay bị tháo lui mà không đi theo Chúa nữa là hoàn cảnh nó xảy ra với họ. Thuận cảnh họ đi với Chúa, họ vui vẻ họ đến với Chúa, nhưng mà có gì xảy ra với họ có bắt đầu họ tháo lui. Cái đức tin như vậy yếu lắm quý mạch, ngã lòng trong cái lúc đó thì yếu lắm, yếu lắm. Nên tôi khích lệ quý mạch em, không có ai làm cho chúng ta ngã lòng đối với Chúa, có niềm tin của mình cả. Bệnh tật, cám dỗ, đau ốm, mất mát, bất cứ cái gì không có lai động chúng ta, phải có đức tin kiên quyết giúp Chúa cho mình, để chúng ta bước đi mỗi ngày với Chúa và chúng ta có cái cơ hội để tạ ơn Chúa nhiều hơn, đúng không? Nên xin giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em với sự bình an đó là từ Đức Chúa Trời, và cái sự bình an nó ở trong tâm hồn, cái hoàn cảnh nó không bẻ gãy tôi và quý ông bà anh chị em. Rồi bình an mà khi chúng ta kinh nghiệm được sự bình an rồi đó, thì chúng ta cũng đem đến sự bình an cho người khác nữa. Người có sự bình an đó, thì đi đến mới đem cái sự bình an cho người khác. Còn người mà bối rối ở trong có gì mà sai chặt ở trong đời sống của mình rồi đó, tới gặp người khác là không bao giờ bình an. Chúng ta nói chuyện là chúng ta biết liền rồi. Đủ cái chuyện càng nhàng, đủ cái chuyện rầy rò, đủ cái chuyện này kia cái đó. Tức là chúng ta tiếp chuyện với những người này đó là nó nhiều sự tiêu cực hơn là các điều tốt. Nhưng mà người có bình an trong linh hồn rồi, dẫu là không có hoàn cảnh gì đi nữa, họ vẫn tới cảm ơn Chúa à. Họ tới họ nói chuyện với chúng ta, họ cảm ơn Chúa. Không bao giờ họ xách cái chuyện này kia ra họ làm nhằn để mà làm buồn chúng ta nữa, đúng không? Tới tiếp chuyện chúng ta mà đem ra đút trong một mái như vậy thì không có bình an. Người đó không có bình an. Của người có bình an là tới nói chuyện với chúng ta, làm khích lệ chúng ta được, nâng đỡ được, khích lệ với nhau được. Tôi có một vài lần mà thật sự quý vị đó là tôi được khích lệ qua những cái con người này này. Ở trong Sài Gòn tôi có một cái người quen, mà cái người anh em này đó, quý vị biết họ mất mát tới cái mức độ đó, hai cái tay họ cụt tới đây, hai cái chân nó sát này luôn, nghĩa là họ còn có một khúc thôi. Cái anh này đó, anh cụt hết cả hai cái này và hai cái cơ này cũng cụt luôn, và anh có cái xe lăn để anh đi bán vé số. Tôi đến tôi thăm anh gọi là cờ đốc nhân. Ý định của tôi đó tới thăm, trong cái suy nghĩ của mình á, tới để yên ngồi anh, tại vì anh mất mát nhiều quá, anh không có làm gì được khác hơn là anh nhờ đứa con gái cho anh phải tắm đứa nhỏ, tắm cho anh rồi đút cho anh ăn. Mình thấy cái hoàn cảnh như vậy mình mất mát nhiều quá thì mình nghĩ là tới hôm nay là mình khích lệ cho người ta, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà tới gặp anh á, anh vô gặp anh cười tươi nã, cười rồi còn khích lệ mình nữa, nó một sư nhá cố gắng đi học việc Chúa rồi thế này kia, ông làm động viên, ông làm cho mình một giấy gì đó, vô cái ngồi cái ông làm cho mình một giấy, ông tư tưởng nó, ông làm cho một giấy, không nghe lời than trách nữa mà làm trong giấy. Tôi đi về trong lòng của tôi nói Chúa ơi, còn xấu hổ bởi người này. Đôi lúc là chúng ta đầy đủ dư thừa mà là càng nhận với Chúa. Có người mất quá như vậy làm sao? Đến khi mà tôi nghĩ mình đau có một phần, nói Chúa ơi, người khác đau tới hai phần, bỏ chưa có bù phiền mà con một phần con ra sao? Không mất quá nhiều mà con đầy đủ quá nhiều ra. Nên tôi thưa quý vị, tất cả chúng ta ở đây tôi nghĩ là không có ai đánh ngã chúng ta được ở trong cái hoàn cảnh nào cả. Mà chúng ta hơn nhiều lắm đối với những người khác. Hãy nói với Chúa, con đầy đủ quá, con nhiều quá. Con nhiều quá, con chỉ khó khăn một cái phần nhỏ nào đó thôi. Anh em con còn khó khăn nhiều quá mà họ còn sống, còn con nhỏ mọn lắm sao? Nên chúng ta hãy vững vàng, hãy kích lệ. Nên khi mà chúng ta đi và chia sẻ như vậy, chúng ta gặp những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta được khích lệ với mạnh. Tôi được lớn lên, đôi lúc chúng ta được khích lệ không phải là bởi những một sự đầy ơn, mà những cái con người thấp nhất ở trong cuộc đời của chúng ta gặp được khích lệ, khóc với họ bởi cái đức tin của họ, bởi đức tin của họ với mạnh. Có những lúc tôi lên cái làng, mấy cái làng dân tộc ở Tây Nguyên của mình, quý vị biết rằng sáng sớm họ muốn đi thờ phượng Chúa, quý vị biết cái gì không? Họ bỏ cơm vô trong cái gùi, họ có cái gùi đằng sau, có cái lưng đeo đằng sau, họ đi bộ từ sáng sớm mà sáng mà tới 10 giờ trưa đó họ mới tới nơi để thờ phượng. Xong rồi họ đi bộ từ đó băng qua mấy cái núi đi về tới nhà, nghĩa là từ một trong một ngày đó họ đi từ sáng tới chiều luôn.
Thờ Phượng Chúa lúc đó còn bao nhiêu là đi bộ và băng núi băng rừng về đi tới chứ thờ. Quý vị nữ tưởng tượng thôi, ban đầu đi cái xe hơi của mình bây giờ đi. Nó quá xa đối với chúng ta, đúng không? Xa quá chưa? Con được lên bay lên tới đâu rồi? Anh em con thì còn ở dưới quá sao? Dạ hôm mắt cái người yêu mến Chúa, không có bỏ trung tín, băng qua mưa gió đi, chân không như đó bùm sạch gì, đi tới nào? Đi từ sáng tới chiều mới, coi như là trong ngày thờ Phượng Chúa đó. Quý vị nghĩ đó là những khó khăn anh em. Và khi tôi nghĩ, chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta được khích lệ và bình an. Tôi tin rằng hết tại chúng ta, cái thời giờ này là cái giờ tôi ao ước rằng chúng ta được khích lệ. Và ai chúng ta đang ở trong cái khó khăn thì thưa với Chúa rằng không có đáng gì, không có đáng gì, con không có đáng gì so với những khó khăn của anh em con không có đáng gì với những người khác. Nên xin Chúa cho con biết yêu Chúa và cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho con sự bình an của Chúa trong cuộc đời của mình, bình an với Chúa, bình an trong tâm hồn, bình an với những người khác. Chúng ta đi đến đâu đem sự bình an cho người khác, đem sự vui vẻ, đem khích lệ cho người khác. Chúng ta đừng bao giờ đem tới cái lằn nhằn, cái hoàn cảnh thế này thế khác, chúng ta đừng đem. Nên quý vị biết tôi ít cái khi mà đưa ra cái nhu cầu để cầu nguyện thôi giờ đó, tôi cũng vậy. Tôi ít cái khi cầu nguyện xin Chúa cái gì, xe cộ nhà cái tôi thật sự là tôi ít cái cầu nguyện xin Chúa, giáo rằng cái đó là cái nhu cầu. Nhưng mà tôi muốn cảm ơn Chúa nhiều hơn, đó là Ngài đã cứu con trong cái sự tội lỗi thay vì con đã chết rồi. Đủ cho chúng ta rồi, chúng ta hãy trở qua cái sự cầu nguyện khác. Tôi không nói là chúng ta bỏ qua cái sự cầu xin, tôi không phản đối điều này nha. Nhưng mà chúng ta bước hơn, cao hơn một bước nữa là hãy ca ngợi Chúa thôi. Ca ngợi Chúa thôi, hãy bước vào với Chúa là nói con cảm ơn Chúa, con ca ngợi Ngài. Ngài đáng yêu con chúc tụng Ngài, không có cần xin trỏ gì. Mọi công việc đó là nó sẽ đi theo. Tôi nói điều này để là bước lên một cao hơn, chứ tôi không nói với những người mới tin. Quý vị là những người bước lên một bước cao hơn rồi, phá cả hết mọi cái điều khác rồi, bước lên với Chúa, đi trên mọi cái hoàn cảnh, đi trên mọi bão tố. Bão tố còn không làm con xa cả, càng làm bão tố càng nhiều con nắm Chúa nhiều hơn, bão tố càng nhiều thì con gần Chúa nhiều hơn, bão tố càng nhiều con yêu Chúa nhiều hơn. Và bước lên chúng ta sẽ có điều này trong đời sống của chúng ta, để chúng ta sống trong những ngày khác. Ma quỷ không có cớ gì hết, chỉ có bình an và vui thôi, chỉ có hạnh phúc mà thôi, không có đáng bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời tôi của quý vị. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta.